Hello tất cả các bạn, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Hiện tại là 3 giờ sáng thì chúng ta có một cái nhiệm vụ mới, đó là khúc Khải Huyền U Ám. Thì đây là một phần của cái sự kiện chuyến đi biển ngày hè. Thì được là ngày 4 rồi anh em, ngày thứ tư rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ này ha. Thì đầu tiên các bạn dịch chuyển qua đây nè, để anh em nhận nhiệm vụ ha. Khi mà các bạn dịch chuyển qua đó đó, thì các nhân vật trong game sẽ nói chuyện rất là nhiều. Vậy thì mình sẽ skip bỏ nha anh em. Thì mình sẽ đi đến được một thành trì. Thành trì này là thành trì của Fixel anh em. Sau khi nói chuyện xong thì chúng ta chính thức vào với cái nhiệm vụ khúc Khải Huyền U Ám. Thì đầu tiên là dùng thử thiết bị kỳ lạ. Thì mình sẽ lại cho các bạn xem cái thiết bị đó ha. Nó nằm ở trước mặt mình kìa các bạn, mình sẽ đi lại cho các bạn xem. Đây. Thì mình sẽ nói sơ qua cái này chút xíu. Cái này là nó dùng để sửa những cái cây cầu, những cái tòa nhà anh em. Thí dụ như vậy đúng không? Thì mình sẽ chỉnh làm sao mà cho nó khớp với lại cái phần mà đây, nó đang bị thiếu đây. Vậy là khớp rồi nè các bạn, rất là đơn giản ha. Còn thôi các bạn cứ làm theo mình là được, các bạn nhìn theo mình. Tại vì mình làm xong rồi đó, các bạn chỉ nhìn theo hình của mình rồi anh em chỉnh giống hình của mình là được. Khi chỉnh sửa xong thì mình sẽ đi qua cái cây cầu này nha các bạn. Thì nói chung là cái này không phải là gì, nhưng mà ý là nếu mà anh em nào xem á thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha. Nó sẽ là cái động lực lớn nhất cho mình cái thời điểm hiện tại. Mình đang rất là cần những cái lượt đăng ký kênh từ các bạn. Thì nó không khó khăn với các bạn đâu, em chỉ vừa nhắn vô đăng ký kênh thôi. Còn cái nhiệm vụ của mình là sẽ ra những cái video mà mới nhất, cũng như là nhanh nhất, sớm nhất, những cái web nào mà nó khó cho anh em làm. Video của mình thì lúc nào cũng có giọng nói, cũng như là mình sẽ cắt một cách ngắn nhất để cho anh em đỡ mất thời gian. Cảm ơn anh em. Thì tới đây là mình sẽ dùng cái mắt quạ này nè bạn, để mình sửa cái cây cầu lại. Thì nó cũng y hệt như nãy thôi ha, anh em chỉnh giống như mình nè. Ví dụ mà cái cây cầu này là nó đang xa quá thì mình bấm xuống nha anh em. Anh em nào xài điện thoại thì anh em có thể lướt, còn mình chơi PC thì mình nhắn theo cái nút ở trên màn hình nè. Cái chỗ này là thu phóng nè, anh em thu hết mức cho mình luôn nha. Anh em thu hết mức cho mình luôn là, nói chung là các bạn làm sao mà cho nó khích cây cầu nhất có thể thì nó sẽ được. Còn thôi anh em nhìn mình làm sao các bạn làm y hệt vậy là được rồi. Và tới đây á thì đúng cái nguyên trình của nó là các bạn không có thể đi ra qua bên kia được. Đây nè các bạn, đó. Và ở bên kia có cái đường qua nè anh em, nhưng mà anh em qua không được ha. Đó là thì mình phải đi vô trong cái này giống như là cái thang máy vậy đó anh em. Ok, mình sẽ vô cho các bạn xem ha. Còn cái này giống như là mình không biết mình bay qua được không nữa. Nhưng mà thôi cứ là đúng nguyên trình của nó đi. Thì mình sẽ vô đây ha. Đó, thì cái này nó sẽ khởi động và nó sẽ chạy xuống dưới đất. Khi mà xuống đất rồi tụi mình xuống, tụi mình trở lại cái máy nè, mắt quạ này nè anh em. Sau đó các bạn lướt lên trên đó thì nó sẽ có một cái khối này nè. Sau đó các bạn kéo cái nói chung là các bạn phóng nhỏ lại đó, các bạn phóng nhỏ lại ha, phóng vừa phải thôi, anh em phóng như mình là được đó. Thì sau đó anh em lướt qua, anh em lướt xuống đó là được. À, anh em canh như mình là được nha các bạn. Thì anh em cứ nhìn theo mình rồi anh em canh cái hình tròn á, anh em canh cái góc hình tròn giống mình là được thôi. Và bây giờ á là mình không có đi được cầu thang nữa, cầu thang nó bị đứt nè anh em thấy không? Đó, mình không có đi đường cầu thang được nữa. Mà mình phải đi bằng cái thang máy lên ha. Ok, cái thang máy là nó sẽ đưa mình lên. Thì anh em nhìn trên cái map nhỏ anh em thấy cái hình vòng tròn không? Thì nó bắt mình đi đây. Tới đây thì các bạn thấy cái cầu mình được bắt đây nè. Đó, anh em sẽ phải đi theo cái hình vòng tròn của nó nha. Nó có chỉ hình vòng tròn thì rất là đơn giản anh em. Anh em gặp quái thì anh em cứ bam ha. Anh em bam hết trơn quái đi nè các bạn. Mà nếu mà các bạn không bam một hồi, mình nghĩ là giống như là nó sẽ phá anh em á. Anh em là không làm được á. Thì mình gặp thì mình đánh đó các bạn. Tới đây thì các bạn kiếm đường cầu thang, các bạn quẹo xuống. Thì khúc này là mình đang kiếm các bạn. Đây, ở đây nó có cái cầu thang nè, anh em quẹo xuống ha. Ok, khi mà xuống thì các bạn gặp ngay cái máy là con mắt huyền ảo nè, phải không? Mắt quạ huyền ảo, đúng rồi, mắt quạ huyền ảo. Sau đó là các bạn sẽ phải sửa cái cầu này lại. Mà sửa cái cầu này như thế nào thì các bạn cùng xem ha. Đầu tiên là mình sẽ phóng to cái này lên còn khoảng 1 chấm các bạn. Đây, như này. Đây là thành công rồi nè các bạn. Sau đó chúng ta căn chỉnh làm sao á mà cho cái cầu á nó nối với cái cầu cũ á các bạn. Thì anh em cứ coi theo mình là được, anh em cứ canh theo mình, cứ canh cái hình vòng tròn theo mình là nó rất là dễ.
Rồi tiếp theo đó là mình sẽ đến cái thứ hai. Cái này thì nó nằm ở kế bên thôi các bạn anh em. Thì các bạn nhắn vô, sau đó là các bạn căn chỉnh. Đó các bạn, ví dụ là các bạn cứ phóng to thu nhỏ trước đi. Như này nè các bạn, phóng to thu nhỏ rồi các bạn canh làm sao mà cho nó bằng nhau là được. Đây như này đó. Còn thôi các bạn cứ xem như mình ha. Các bạn canh cái hình vòng tròn á, với lại canh cái độ thu phóng của mình nè. Cái độ thu phóng anh em xem mức nào rồi các bạn làm giống mình là được. Còn nếu không thôi anh em cứ dò đi. Nếu mà các bạn thích dò thì cứ dò thôi. Dò nó mất thời gian đó anh em. Làm theo hướng dẫn của câu chuyện để vào thành. Đây nè các bạn, nó có cái hình tròn màu vàng ở trên map. Thì các bạn cứ làm theo thôi ha. Thì ở đây nó có mấy con quái nè. Thì mình sẽ lại đánh mấy con quái này ha. Gặp quái là cứ bam thôi nha các bạn. Mà hồi nãy lúc mình vô mình đem nhầm đội hình nữa nè, cho nên mình đánh hơi lâu. Ok, xong rồi ha. Thì tới đây là nó đã, nói chung là thiết lập cho anh em cái điểm hồi sinh, tìm nơi phát cái âm thanh. Các bạn, bây giờ là mình sẽ đi tìm nơi phát cái âm thanh ha. Thì cái âm thanh này thôi từ anh em đánh hết trơn quái chỗ này cái đi. Bạn đập hết trơn mấy con quái chỗ này thì nhìn thấy ghét quá. Ok, thì cái âm thanh chỗ này á, cái âm thanh chỗ này á các bạn, là được phát ra bởi một người lính, mà người lính là con quạ các bạn. Đây nè các bạn, xong rồi nè các bạn. Con quạ này tên là Leon nha anh em. Thì mình sẽ giải cứu Leon rời khỏi giếng sâu. Thì đầu tiên muốn giải cứu Leon thì mình sẽ làm như thế nào? Thì ở đây là có ba cái mắt quạ huyền bí. Thì mình sẽ phải lại cái mắt quạ huyền bí. Từ từ cái khúc này là mình xuống mình coi Leon như nào anh em. Tại lần đầu tiên mình làm mà, mình phải coi nó như nào mà mình biết đường các bạn. Nhưng mà không phải khúc này nha, mình sẽ lên trên. Nó nằm ở trên đó anh em, những cái mắt quạ huyền bí đó, nó nằm ở trên á. Đây. Nhưng không phải là cái này nha các bạn. Mình sẽ qua cái bên cái màn anh em. Đây, cái màn trắng đây nè. Anh em lại gần cái này mình sẽ chỉnh đầu tiên ha. Mình không biết nữa, nhưng mà mình chỉnh cái này đầu tiên các bạn. Không biết các bạn chỉnh cái khác đầu tiên không biết nó có được không. Thì mình chỉnh cái này đầu tiên. Ok, thì bây giờ là mình cũng làm như cũ thôi. Mình canh cho cái ô này. Đó, gì là xong nha bạn. Các bạn nhìn theo mình nha. Anh em canh theo mình là được. Canh làm sao mà cho nó khớp với lại cái chỗ còn thiếu á. Các bạn canh hình vòng tròn này nè. Ví dụ như là cái hình vòng tròn này mình canh bao nhiêu ô gạch thì anh em canh theo cái ô gạch đó bạn. Cái này cũng rất là dễ. Ok. Thì tiếp theo là mình sẽ đến với cái mắt quạ huyền bí thứ hai. Cái mắt quạ huyền bí thứ hai này á, thì mình sẽ trở lại cái hồi nãy mà mình đứng. Cái này là kế bên mình hồi lúc nãy ha. Thì tới đây rồi thì mình sẽ căn chỉnh làm sao mà cho cái ô vuông này. À, cái ô vuông ở trên anh em. Đó, nó vô trong góc. Thì mình sẽ tu lên nè bạn, mình sẽ thu nhỏ lại. Mình nghĩ là cái này sẽ phải thu nhỏ lại nè. Đó. Đó, ok, anh em canh chỉnh cho mình là được ha. Anh em canh ô gạch cho mình nè là sẽ ok. Mà tiếp theo mình đến với cái mắt quạ huyền bí thứ ba. Thì nó nằm ở bên đây. Nó nằm ở bên đây nè các bạn. Cái mắt quạ huyền bí thứ ba này thì các bạn sẽ phải căn chỉnh thì cũng y hệt như nãy thôi. Ba cục này thì nó tương đương nhau. Về sau thì càng ngày nó càng khó, cho nên là các bạn cứ nhìn theo mình thì nó sẽ là dễ thôi. Tại vì mình làm rồi thì anh em chỉ cần canh giống mình là được. Còn nếu mà chưa làm thì mình phải dò. Cái cục này thì mình nhìn cảm giác nó không có được khớp. Về sau anh em sẽ còn gặp những cái cục mà nó không có khớp nữa kìa. Các bạn nhìn nữa bạn chả thấy nó khớp tí nào hết, nhưng mà nó thành công các bạn. Bởi vì nó mới khó dò anh em. Thì cái con Leon là nó đang lăn từ từ lên các bạn. Trời ơi, có cái vụ mà mình giải cứu mà lăn từ từ lên kiểu dày đó anh em. Giống như là đường gây xe lửa vậy đó. Đây nè bạn, Leon lên này nha các bạn ơi. Đây. Thì sau này là sẽ nói chuyện một hồi nữa anh em, thì mình skip đi. Sau khi mà nói chuyện với lại Leon xong thì chúng ta sẽ có cái khúc khải huyền u ám sửa đường lên tháp. Thì tụi mình sẽ lại cái màn hồi nãy mình nói á. Thì anh em đọc khẩu lệnh. Cái khẩu lệnh này thì cái con Leon nó nói với mình rồi nha các bạn. Baymon sẽ là người đọc khẩu lệnh. Nói chung là lần này mình dắt Baymon theo là chỉ để đọc khẩu lệnh thôi anh em. Không có cái tác dụng gì ngoài đọc khẩu lệnh với lại hóng chuyện hết trơn á.
Ok, thì mình sẽ xử lý cái đám quái này nha các bạn. Khi mà nói chung gặp quái thì anh em cứ đánh đi. Chứ hồi là lúc mà anh em đang làm nó phá anh em lắm. Mình gặp mà đánh hết trơn á. Ok, thì bây giờ là mình sẽ dùng cái mắt quạ huyền bí. Mình sửa cái đường lên tháp. Đây nè các bạn. Thì sửa như thế nào thì anh em làm y hệt mình ha. Đây, nhích nhẹ một vài cái là ok rồi các bạn. Cái này thì dễ. Đó, các bạn chỉnh cái, nói chung là anh em nhìn theo mình anh em làm thôi. Cái này thì mình không nói nữa, mình nói mấy lần nãy giờ rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lên đỉnh tháp. Đây, nó có một cái chỉ dẫn mới cho mình là mình phải lên đỉnh tháp ha. Ok, rõ ràng là người ta chỉ lên đỉnh tháp vậy á mà mình còn đi vòng vòng, mình nhìn nhìn cái gì nữa mà mình mới đi các bạn. Mình kiểu cố chấp, mình nhìn thử cái còn cái đường khác không anh em. Ok, giờ mình sẽ lên nha. Thì tới đây là cũng có một cái thang máy giống như là hồi ban đầu á bạn. Thì anh em cứ vô thang máy rồi nó sẽ chở anh em đi thôi. Thang máy này thì mát các bạn. Lúc này là mình tính đổi nhân vật lại các bạn. Nhưng mà mình đổi không được. Mình quên là mình đang trong bí cảnh các bạn. Mình tính là mình đang ở ngoài không à. Tại vì một hồi á là các bạn sẽ đi từ đảo Táo Vàng đi qua bên đây. Mà các bạn đi nói chung là nó rất là đơn giản. Anh em lên leo thang máy lên thẳng luôn à, chứ không có đi vô bí cảnh cái gì hết á. Tới đây thì các bạn sẽ gặp một cái cuốn sách. Thì mình sẽ phải có một cuộc nói chuyện nữa rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ skip bỏ khúc này ha. Thì khi mà các bạn nói chuyện xong thì chúng ta sẽ đóng cuốn sách lại. Mà đóng cuốn sách lại á thì chúng ta lại sẽ nói chuyện tiếp. Vả chưởng à. Sau khi mà mình nói chuyện, nói chung là chỉ là nói chuyện thôi anh em. Thì mình sẽ hoàn thành cái phần 1 của bí cảnh nha anh em. Thì bây giờ mình tới phần 2 hay sao á. Tìm tập thứ hai của bài ca Thánh Quốc. Đây, hồi nãy mình được một cuốn rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cuốn thứ hai. Đây nè các bạn. Đây là đảo Táo Vàng đúng không? Mình sẽ đi từ đây lên luôn nè các bạn. Mình sẽ leo thang máy rồi mình đi lên trên luôn nha các bạn. Thì mình cứ nghĩ là nó sẽ ngắn lắm. Nhưng mà tới đây thì mọi chuyện nó mới bắt đầu các bạn. Nó mới được 1/5 của nhiệm vụ thôi anh em. Trời ơi, nó lâu kinh khủng luôn các bạn. Mà công nhận cái đợt này nó lâu ghê thiệt các bạn ơi. Thì anh em nào xem mà nhớ cho mình xin một lượt đăng ký nha. Mình sẽ ra những cái nhiệm vụ. Nói chung là mình sẽ hay tổ chức giveaway cho anh em chơi nữa. Vậy cho nên là đăng ký mình thì chỉ có lợi thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em nào đăng ký rồi thì cảm ơn. Với lại đặc biệt là cho mình xin một lượt like nữa chứ. Cảm ơn anh em nha. Nhớ là like nha với đăng ký nha. Nó không có mất thời gian của các bạn đâu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, tiếp theo đó là mình sẽ phải kiếm đường mà leo lên trên cái tháp ha các bạn. Thì mình cứ nghĩ đứng trên đây là nó sẽ di chuyển như mình lên, nhưng mà không phải ha. Mình phải leo, tự leo lên mới giống như là ăn trộm vậy đó bạn. À, mình phải leo mà leo kiểu trong leo leo trong lén lút đó bạn. Ok, tới đây thì mình đã hoàn thành vô được trong cái tòa nhà rồi các bạn ơi, trong cái tháp rồi các bạn ơi. À, cái này gọi là cái thành trì à. Ok, thành trì à bạn em. Thì bây giờ là mình sẽ đi đi lên trên cao. Mình sẽ đi theo cái điểm chỉ dẫn của nó nè. Ok, tới đây thì mình sẽ gặp hai con quạ cản mình lại và mình sẽ skip. Sau khi mà chúng ta nói chuyện với chú quạ xong á thì chúng ta sẽ mở cuốn sách ra và sau đó chúng ta lại phải nói chuyện, thì cho nên là mình xin skip nha anh em. Thì sau khi mà nói chuyện xong thì mình sẽ có một cái chỉ dẫn mới là vận hành thiết bị sửa đường. Thì mình phải đi sửa đường, sửa bộ cho người ta đó anh em ơi. Cô làm cu li mà. Ta kêu gì làm đó thôi anh em, không có được cãi. Thì ok, mình sẽ đi thẳng và mình sẽ quẹo phải nha. Thì mình sẽ thấy một cái mắt quạ huyền bí nữa nè anh em. Thì mình xin phép nó một xíu. Cái này thì nó không giống như là cái các bạn chơi lúc đầu. Thì nó sẽ là một cái vật che gì đó, có thể che cái chỗ đó thôi. Chứ nó không có cần mà các bạn ship cái ô cho nó khít các bạn. Thì cái này mình các bạn làm giống mình nha, là mình sẽ tua cái đoạn rồi mình chỉnh nha, anh em coi kết quả là được. Ok, thì mình làm sắp xong rồi nè các bạn. Đây đó, các bạn làm giống mình nha, các bạn canh giống giống mình nha anh em. Nếu mấy bạn để ý nè, mấy bạn để ý thì các bạn thấy cái vòng tròn nó lên trên hai ô gạch nè. Đó, cái vòng tròn nó lên trên hai ô gạch nè anh em không. Anh em nhìn, anh em căng, anh em nhìn giống làm giống mình là được, chứ không có gì chân á, rất là đơn giản nha. Tiếp theo là nó sẽ có một cái chỉ dẫn mới là đi về phía trước dọc theo con đường. Thì con đường đâu? Thì bây giờ là mình sẽ quay lại nha anh em.
mình không phải là nhảy phía dưới đó nha, mình đi quay lại cái con đường hồi nãy. Giờ mình sẽ đi thẳng lên trên nha các bạn. Lại cái đường này hồi nãy mình mới sửa các bạn. Nói chung là nói là cu ly vậy thôi chứ mình sửa đường mình cũng đi với ai đi đâu, đúng không? Khúc này thì mình sẽ bem hết những cái con quái cản đường mình nha anh em. Khi mà bem quái xong á thì các bạn đi đi thẳng, để các bạn đi theo mình, các bạn đi thẳng ra đây. Khi mà các bạn đi thẳng ở đây thì các bạn biết là các bạn đã mắc một cái khoảng thời gian vô ích rồi, tại vì mình đi ra đây là mình thấy không có gì chân á. Mình tiếp tục mình đi thẳng lên, tự nhiên xây cái chỗ này ngang cho người ta, tự nhiên cho người ta đi mà đi ra ngoài không có gì chân, các bạn xàm thiệt mà cũng xàm thiệt, tự nhiên đi ra ngoài đó chưa biết đâu. Ok thì mình sẽ bem quái tiếp nha. Mình cứ đi theo cái chỉ dẫn của nó thôi, mình phải đi lên càng cao càng tốt nha bạn. Sau khi mà bem hết chân quái rồi á thì tụi mình sẽ đi đi thẳng nha anh em. Vận hành thiết bị sửa chữa đường, lại tiếp tục là sửa chữa đường nữa anh em. Nhưng mà khúc này là mình sẽ bem mấy con quái ở khu vực này nha các bạn, để cho mình nhặt con ốc. Thì con ốc này là con ốc thứ 18 rồi anh em, con ốc thứ 18 các bạn. Theo mình được biết vậy thôi chứ mình không biết là có thêm con ốc nào nữa không. Mình thấy con ốc này là con ốc thứ 18 nha anh em. Đây nè các bạn, nó nằm ở chỗ này nè, ở chỗ cái ghế đúng không? À không, đúng rồi, cái ghế nhưng mà để hoa lên trên. Con ốc thứ 18 rồi các bạn. Hôm qua là mình có làm video ngốc thứ 16 nhưng mà có ngốc 17 luôn, nhưng mà mình là biến nhạc á. Ok thì tới đây thì anh em sử dụng cái này để anh em sửa cái đường đi ha. Các bạn dùng cái mắt quạ để anh em sửa đường đi đó. Thì cái này rất là dễ nha anh em, nhìn theo mình nè, anh em nhích nhẹ qua cái là lụm rồi chứ không có gì chân á. Thì sau khi mà các bạn dùng mắt quạ xong á thì anh em sẽ gặp một cái cơ quan ở đây, thì các bạn nhấn vô xây ha. Các bạn xây làm sao mà cho nó giống mình nè anh em. Nó nói chung là xây làm sao mà cho cái cây này á, cái cây mà có mấy cái đèn nè hả, nó xây về hướng này nha, y hệt như vậy nha các bạn. Rồi sau đó các bạn leo lên thì anh em gặp quái thì bạn đánh quái thôi, mắc ghét rồi chứ, nó có mấy con quái con anh em, ghét đánh chết mày luôn con. Ok thì mình sẽ nữa này các bạn, có mấy con lắc nhắc mà nó làm mình khó chịu, thà cho một hai con bự đánh lần hai lần cho nó rồi. Mấy con nhỏ nhỏ này ở đâu không có các bạn. Các bạn leo lên cầu thang ha. Sau đó là các bạn đây, cái cây này nãy mình mới chỉnh lên anh em, chỉnh chơi gì đó chứ cái đâu có gì đâu. Ok thì tiếp theo đó là mình sẽ đánh những con này ha. Ui, một hồi các bạn có thể chỉnh lại á các bạn, một hồi nó có mấy cơ quan cho anh em chỉnh lại. Sau khi mà đánh xong mấy con quái á thì anh em đi cầu thang xuống, còn mình thì mình không thích, mình nhảy xuống luôn. Đây nè anh em có cầu thang đó anh em, thì các bạn thấy cái mắt quạ ở đây thì mình sẽ cái mắt quạ này hoạt động không được là tại vì nó không có vật che. Thì mình phải làm sao để có vật che đây, thì mình sẽ quay lại cái chỗ mà nãy mình đánh mấy con quái á. Thì ở mấy bạn lên cầu thang là thấy rồi ha, anh em sẽ xây làm sao mà cho cái tòa nhà này nè nó quay cái cây súng của nó vô trong, à không, nó quay cái cây, nói chung là nó quay mấy cái tòa này nè, làm sao mà để cho nó che cái nó che ở đây, đây, đây nó che cái cục tím tím lại anh em, như vậy là được ha. Anh em xây làm sao giống như mình là được nè, mình không biết nó làm sao nữa thì anh em xây tới như vậy thôi. Thì sau đó anh em xuống cái mắt quạ, anh em chỉnh, mấy bạn chỉnh giống mình nha, anh em chỉnh giống mình là được. Khúc này đây 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 gì là được anh em. Anh em thấy cái dấu hình tròn không, cái này là sắp được rồi đó các bạn. Cái này thì anh em khỏi cần phóng to thu nhỏ nha, anh em cứ chỉnh giống mình là được. Đó, cái hình chấm tròn của mình ở đâu thì anh em chỉnh giống mình là được, còn thôi anh em tự cân đi. Cái này thì nó cũng dễ chứ nó không khó, có nhiều cái nó khó lắm vậy, còn cái này thì mình thấy nó dễ. Có nhiều cái là mình bấm lên vô là ăn luôn á chứ không cần chỉnh luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ leo lên ha. Chết rồi, mình sắp hết thể lực các bạn. Qua đây để mình hồi tí thể lực anh em. Ok, tiếp tục leo lên nha các bạn. Cầm nhạc nó cao ghê các bạn. Ok, mình đi theo, mình đi vô cái chấm tròn nhỏ nhỏ trên map kìa các bạn.
cái chấm tròn bây giờ nó còn chút ác à. Ok, thì mình thấy mấy con quái nhưng mà mình làm bộ mình lơ nó đi anh em. Đây, đây đây bạn, hậu quả của việc lơ mấy con quái nè. Sau đó mình không có xài con mắt quạ nên anh em mới rõ ràng không. Sau khi đánh mấy con quái xong thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Thì mình sẽ lên lại cái cầu thang hồi nãy á. Mình thử dùng cái con mắt coi xem được không. Thì mình sử dụng con mắt không được nha các bạn. Cho nên là mình sẽ tìm cái phương án khác là mình sẽ đi xuống. Giờ mình sẽ đi thẳng lại đây. À không, mình thấy cái, mình mới vừa thấy cái cơ quan đây nè các bạn. Ở chỗ này nó có một cái cơ quan nè anh em. Thì bạn xây, đây cái này thì cũng tự tự hồi nãy thôi ha. Các bạn xây làm sao mà cho cái cơ quan như vậy là được rồi thôi anh em. Trời ơi mà trong cái đầu mình tưởng tượng cái gì cái đầu mình tưởng tượng cái gì mình không biết nữa. Ok, thì đây các bạn, mình sẽ đó, như vậy là được rồi nha anh em. Anh em căn chỉnh giống mình là được, nhích lên tí. Trong đầu mình không khỏi những cái tưởng tượng các bạn. Để mình cắt bỏ anh em, để mình cắt bỏ khúc này. Anh em nhìn cái thành quả thôi. Ok, cái này là mình phóng to hết mức luôn nha các bạn. Đấy, anh em canh gì là được ha. Phóng to hết mức rồi canh giống như mình là được nha các bạn ha. Bạn nào mà xem không kịp cái khúc này á, thì anh em tạm dừng lại rồi các bạn xem ha. Mình là mình tua nhanh cái khúc này chứ để anh em mù mắt hết. Ok, thì đi về phía trước dọc theo con đường thì anh em sẽ phải đi tới cái chấm màu vàng ở trên bảng đầu con này các bạn. Tới đây thì lại gặp mấy con quái nữa, thì lại bem nó như cũ thôi anh em. Mình sẽ đánh chết mấy con quái nha, nó có cái khiên khó chịu quá. Ok, xong ba con quái thì mình sẽ leo lên trên cái cây cầu thang. Sau đó là mình sẽ có cái chỉ dẫn mới là tìm nơi phát cái âm thanh. Trời nghe này quen quen. Chắc là lại đi cứu cái con Leon. Ok, ở đây có ba con quái con nữa nè anh em. Thì mình sẽ chém hết trơn ba con quái con này ha. Rồi, xong ba con quái con á thì nó sẽ nói chuyện một hồi nữa anh em. Sau khi mà nói chuyện xong thì mình sẽ có một cái nhiệm vụ đó là giải cứu Leon. Thì mình sẽ, nói chung là mình cũng sẽ như hồi nãy, mình cũng sẽ ở đây có cái cầu thang cho các bạn đi xuống nè. Nhưng mà mình không đi cầu thang, mình bay anh em. Mình bay các bạn, mình chảnh chảnh, mình không đi cầu thang, cái xong cái mình té xuống dưới mình chết luôn. Mình bay không có tới anh em. Sau cái mình chết, cái mình hồi sinh. Sau khi mình hồi sinh thì mình đi vô lại cái chỗ nãy ha nè các bạn. Mình đang làm rất là mất thời gian của anh em. Trời ơi, tới lúc đó thì mình vẫn không chịu đi cầu thang, rồi mình lại bay tiếp. Nhưng mà lần này mình bay thành công anh em. Tiếp theo đó là mình cũng sẽ chỉnh cái mắt quạ để mình sửa cái đường cho Leon đi lên. Thì theo cái logic của mình á, thì mình nghĩ là cái cầu thang bên kia là nó sẽ bắt mình chỉnh từ cái bên này trước, đúng không? Cái logic của mình. Mẹ tự nhiên nó nhảy xuống cầu thang là ngồi chuyện này. Tự nhiên bay qua bên kia rồi chạy ngược về bên đây. Mình chán mình thiệt các bạn. Ok, thì các bạn chỉnh giúp mình nha. Mình xả cho anh em coi kết quả. Chứ cái này anh em chỉnh hồi gói mắt nè anh em. Tại vì bây giờ là nó không ngay khớp nữa. Đây, gì là xong nữa bạn. Nên bây giờ là nó chỉ cần có một cái vật gì á, có thể nói chung là có thể che hết cái khu vực đó là được rồi anh em. Nói chung là nó phi lý lắm. Ok, gì là xong một cái rồi nha các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ đến với cái thứ hai. Mình cũng chỉnh y vậy luôn ha. Nè các bạn, đó, phi lý không? Tự nhiên cái cục đá là đó, gì là đó, như vậy là xong rồi đó. Anh em thấy nó logic ghê không? Ok. Đó, tiếp theo mình sẽ đến với cái thứ ba. Đúng là cái cục thứ hai nó vô lý thiệt. Mình làm lệch luôn mà vẫn được anh em. Trời ơi. À còn cục này nó phi lý hơn, cái cục này là thì vô phi lý luôn. Các bạn cứ làm giống mình thôi ha. Các bạn chỉnh cái độ phóng gần là full luôn nha. Rồi xong các bạn chỉnh như mình nè. Anh em để cái hình vòng tròn á, các bạn xem cái hình vòng tròn nè. Nó cái hình vòng tròn anh em canh theo nó hình vòng tròn á là các bạn sẽ được thôi. Anh em cứ canh. Lúc này là mình sẽ chờ cho con Leon nó kiểu nó lướt đi trên mặt nước cái gì cũng sống các bạn.
Nói chung là nó sẽ đi lên đây rồi mình nói chuyện với nó để mình lấy cái mật khẩu, à, cái khẩu lệnh để mình đi qua cái cánh cổng anh em. Khổ ghê. Rồi nữa hả? Đứng yên con muốn mình kiểu, lanh chanh, xong bắt đầu mình bị té xuống rồi nè bạn. Xong rồi mình phải chạy vô lại chỗ đó ha. Thì nói chung là cũng không có gì đâu. Lúc này là mình rảnh mà mình chờ cái con Leon nó lên thôi bạn. Sau khi mà nói chuyện với Leon xong á thì mình đã có được cái khẩu lệnh để mình có thể đi qua cái bức tường màu xanh để mình đi tiếp mà các bạn. Đây nè anh em. Thì mình sẽ lại bức tường màu xanh và mình sẽ chọn là đọc khẩu lệnh. Nghe lệnh ta vỗ cánh xuất phát. Đây. Thì cái này là nó sẽ tự động nó mở ra cho các bạn ha. Thì tiếp tới đó là tụi mình sẽ đi thẳng. Và tụi mình gặp cái cuốn sách thì tụi mình sẽ đóng lại, và đóng lại thì mình nghĩ là nó sẽ nói chung là nó sẽ nói chuyện nữa anh em. Nhưng mà lần này không nói chuyện. Nói chung là mình vô đây mình nghe âm thanh nữa các bạn. Thì nói chung là cái này thì cũng không quan trọng, cho nên mình skip nha các bạn. Thì một hồi anh em sẽ nói chuyện và anh em sẽ được đưa ra ngoài. Khi mà các bạn nói chuyện xong với lại Leon á thì nó sẽ có một cái chỉ dẫn mới cho các bạn là tìm tập thứ ba. Đây là bạn, thì mình sẽ dịch chuyển qua bên cái đảo nè, đảo Tóc Vàng. Nhưng mà chỗ này ha, thì mình sẽ phải đi tìm cái thang máy anh em, biết đúng không nữa. Ok, mình sẽ đi tìm cái thang máy các bạn. Thì cái thang máy này thì giống như hồi nãy cái lúc mà mình đi lên đó các bạn. Thì cái khúc này là mình sẽ đi tìm thang máy. À, có mấy con quái nè bạn, nhưng mà mình sẽ không đánh mấy con quái đâu. Mình nói là mình không có sát sinh thôi, mình không có đánh nó. Nó cũng nói chung là nó cũng có sự sống mà, mình không có, nó bắn mình kìa bạn, cho mày chế bơm thế mày luôn. À, mình có một cái nick TikTok đó anh em. Thì anh em nào mà muốn xem, nói chung là mình có làm clip trên TikTok nữa. Bạn nào xem thì anh em có thể lên trên TikTok, các bạn search là Phúc Thế Kỷ là ra mình ha. Ok anh em, thì đơn giản vậy thôi chứ không có quảng cáo gì hết. Trên đó thì mình cũng hay làm video về Genshin. Thì nói chung là những cái điều mà các bạn chưa biết, như là những cái mà cốt truyện game, cái kiểu gì á. Khúc này thì mình sẽ đánh những cái con quái nha các bạn. Thì đây anh em, mấy bạn chém cho con quái nó cứ xuống giật cũng được, chứ không cần đánh chết nó đâu anh em. Thì khi mà tới đây á, thì mình sẽ đi thẳng lên cầu thang luôn nha bạn, chứ ở dưới không có gì đâu. Thì tới đây là mình cũng sẽ tiếp tục mình xì kiếp nha anh em. Thì khi mà xì kiếp xong thì nói chung là mình thấy cảnh này đẹp quá cho nên mình dừng lại cho anh em xem. Ok, thì mình sẽ tiếp tục mình đi làm cái khúc khải huyền u ám là sửa cầu. Nói chung là mình là cu ly mà, ai kêu gì làm đó thôi. Thì cái này là nó đang hướng dẫn mình đặt cái khối vuông u ám nè các bạn. Thì cái này thì mình biết rồi cho nên mình khỏi cần. Nè các bạn chỉ cần canh cái khúc vuông này nè, là nó nằm sao mà cho nó nằm ở trên cái vầng ánh sáng các bạn. Như này à, ok nè, ok nè. Từ từ các bạn chỉnh thêm tí nữa. Đó, vậy là ok. Sao mà cho nó nằm trên ánh sáng nó được. Cái này nó cũng chả có lurid cho anh em. Mà hồi các bạn thấy nó phi lurid nữa. Cho nên là anh em làm theo giống mình là chính xác nhất. Không phải là chính xác, tức là làm theo giống mình thì nó sẽ được các bạn. Lúc này thì nó sẽ có cái cầu cho các bạn đi qua. Muốn sang thì bắt cầu kèo, muốn con hay chữ thì phải đăng ký kênh. Ok, thì mình đi lại cái chỗ mà màu vàng này nha các bạn. Thì nó tới đây á thì nó sẽ nói chuyện một hồi nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ là xì kiếp. Thế thì nó sẽ bắt mình là tìm mảnh vỡ mô hình tòa thành, tìm hai mảnh vỡ. Thì cái này là cái nhiệm vụ mà khó nhất ở trong hồi nãy giờ, nó khó nhất hồi nãy giờ thôi nha, chứ nó không có khó các bạn. Thì anh em là giống mình là ok. Và bây giờ là mình sẽ đi ha. Đây là mình chụp ảnh màn hình cho nên là mình cắt bỏ rồi anh em. Anh em đi theo mình ha. Các bạn thấy nó có hai con đường, một bên đây và một bên kia. Thì một bên đây thì nó có cái khối này nè ở trên đằng trước nè, với lại nó có con mắt quạ huyền bí ở đây nè các bạn. Thì anh em cứ đi cái ở bên cái con đường này trước ha. Hai con đường nó khác nhau lắm cho nên là bạn đi giống mình là được. Nữa sau anh em xử lý hết cái đám quái ở đây thì các bạn sẽ trở về. Các bạn nhắn vô cái dùng mắt quạ huyền bí ha. Thì anh em căn chỉnh làm sao á mà cho cái cục này nè, cái khối Rubik này nè, nó ở đó là nó nằm ở trên cái này là được ha anh em, rất là dễ. Nên là giống mình cũng được ha.
Sau đó là khi mà các bạn như vậy ra đó thì nó sẽ có cái cầu thang cho bạn leo lên. Thì anh em cứ leo lên cầu thang, sau đó các bạn nhảy. Thì ở phía bên đây thì nó cũng có một cái mắc quả huyền bí, thì anh em cứ nhấn vô cái mắc quả huyền bí nè, tiếp tục là anh em cứ làm. Ủa, à không 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 không, no, cái này thì anh em chưa chơi được đâu, các bạn phải làm giống mình các bạn mới chơi được nè. Thì các bạn sử dụng câu nào được hết trơn, anh em hủy hết chân quái đi rồi tính sao. Anh em đập hết chân quái ha. Nè, ở đây là một con nè, ở đằng kia là một con nè, anh em cứ hủy hết cho mình. Đây, một cung là chết một con nha, anh em xài con khác cũng được. Hả? Ồ, chưa chết con này trâu mày. Ok, ở trên này một con nữa nè, là mình sẽ hủy hết đám quái này luôn nha các bạn. Đó, xong hết chưa ta? Rồi ok, khi mà như vậy á, các bạn trở lại cái chỗ này nè các bạn. À quên, mình nhầm các bạn, cái chỗ này là mình chưa có chỉnh xong mà, mình chưa có xài cái mắt quả được mà mình quên. Ok, thì mình sẽ quẹo bên tay phải anh em, phải không? Tay phải. Sau đó là mình đi thẳng nè anh em, cái mình quẹo tay trái anh em. Sau đó là các bạn này đóng rồi, các bạn qua cục bên đây, anh em là giống mình nha. Tại cái đường đi thì anh em nhìn anh em cũng biết mà đúng không, anh em phân biệt được mà đúng không? Trái phải á, bạn nhìn mình đi, anh em làm theo mình là được ha. Đó, sau đó anh em chỉnh nhẹ qua cái, anh em nhích nhẹ qua cái là ok. Mình sẽ tắt bỏ nha anh em. Cái này thì nó khá là đơn giản chứ các bạn. Tiếp theo đó là mình sẽ ơn anh em làm theo mình nha. Sau đó là mình sẽ quẹo bên tay trái. Đó, quẹo bên tay trái thì bên đây nó có cái mắc quả tiếp. Thì mình sẽ căn chỉnh làm sao mà cho cái cục nhỏ này nè, cái cục nhỏ này nè, nó nằm ở trên cái ánh vàng, cái vần ánh sáng đó các bạn. Ok, như vậy là xong rồi nè các bạn. Anh em nào xem không kịp thì anh em tạm dừng anh em xem ha. Thì các bạn cũng căn chỉnh như bình thường thôi, mình sợ thấy mất thời gian á, mình đăng video lâu quá mất thời gian á, thì mình skip nhẹ một cái. Thì tới đây là mình có thể chỉnh được cái này là cái mắc quả ban đầu mà mình chỉnh không được đó các bạn. Giờ mình chỉnh được rồi nè. Đó anh em, thì anh em chỉnh làm sao mà cho cái này nó vô cái vần ánh sáng thôi. Cái này thì nó khó chỉnh hơn là mấy cái trước đó ha. Ok, nó hơi khó khăn nhưng mà sau một thời gian thì mình đã chỉnh được rồi nè các bạn. Anh em nhìn theo mình ha, bạn chỉnh theo mình ha. Các bạn canh làm sao mà cho cái vòng tròn là nó nằm ở trên cái cây thông các bạn, trên cây thông tí xíu là được. Nói chung là anh em cứ nhìn cái vòng tròn á, rồi bạn canh những cái cảnh vật ở bên ngoài á, là anh em sẽ làm được thôi, nó rất là đơn giản. Tức là mấy bạn nhìn theo mình á, xong anh em canh mấy cảnh vật bên ngoài với lại cái hình vòng tròn á, nó tương xứng với nhau là được ha. Thì mình leo lên cầu thang nha các bạn. Thì hôm qua là mình đăng video lên, là cái lúc mà mình nói là mình sẽ không hướng dẫn anh em nhặt gương ở trong bí cảnh á, mình chỉ hướng dẫn anh em nhặt con ốc thôi. Thì các bạn kia bạn nói là người ta xem làm sự kiện chủ yếu là nhặt gương mà anh không hướng dẫn nhặt gương các kiểu gì là không người coi. Thì trên chia sẻ gì nè, tức là hiện tại là anh đang làm cái web chứ anh không làm bí cảnh. Nếu mà anh làm bí cảnh là sẽ hướng dẫn gương, còn anh làm web đó thì anh gặp gương thì anh cũng chỉ anh em nhặt thôi, giống như gương này nè ha, dù là cái gương thường thôi nhưng mà mình cũng quẹo mình nhặt và mình cũng sẽ chỉ các bạn nhặt, chứ mình không có phải là mình không hèm mà mình bỏ gương không, hết gương nào mình cũng nhặt hết. Đó, mình hướng dẫn cái web cho anh em là gương nào mình cũng nhặt hết. Còn về phần cái bí cảnh á là mình không có hướng dẫn á anh em, tại vì những cái đó là các bạn, nói chung là anh em tự do. Như là bí cảnh ngày hôm qua là các bạn phải tự do, anh em nói chung là anh em biết giải đố rồi, thì các bạn gặp gương thì anh em cứ giải đố y hệt gì là được ha. Giống như là mình khám phá map á, chứ mình ở dưới anh đang chạy web gì nè, mà thí dụ mà có cái gương 5 nguyên thạch đi và nó bắt mình phải đánh quái, anh đâu có dừng lại anh đánh quái được đâu. Nói chung là nó mất thời gian với lại nó mất cái tiến độ của cái web á, thì nói cho em hiểu ha. Chứ không phải là gặp gương xong rồi cái bỏ, anh vẫn nhặt bình thường và chẳng nhận vẫn chỉ các bạn nhặt bình thường, chứ không phải là mình không có nhặt gương nha mà mình bỏ nhặt gương nha các bạn, anh em đừng hiểu lầm. Sau khi mà đánh rồi những cái con quái này các bạn, thì mình sẽ đi thẳng lên phía trước. Ở đây thì nó sẽ không có chỉ mình bằng cái dòng tâm đó nha các bạn, mà nó sẽ, nói chung là sẽ cho mình tự tìm cái mô hình tạo thành. À, tiếp theo đó là mình sẽ đi thẳng nha. Cái chỗ đi thẳng ngày nãy mình mới quay lại nè các bạn, thì anh em nhảy thẳng xuống luôn. Khi mà các bạn nhảy thẳng xuống luôn thì các bạn sẽ thấy một cái tòa thành nó bị nghiêng và nó chả ảnh hưởng gì tới mình. Anh em nhìn thì nó rối như vậy thôi, khi mà các bạn đi xuống thì anh em đi di chuyển theo mình ha.
Lúc này là mình mới xuống cho nên mình cẩn thận mình di chuyển các bạn. Thì mình sợ đi hú hay là đi lộn á, các bạn nhìn nó nhiều ngã không? Nhiều ngóc, nhiều ngách không? Mình sợ là có cái đường đi khác hay là, nhưng mà không có đâu anh em, nó cũng có một đường đi à. Đó, cho nên các bạn bay thẳng xuống. Và khi mà các bạn bay thẳng xuống này, nó sẽ thiết lập cái cơ quan hồi sinh luôn. Hồi sinh rồi mình đọc muốn lẹo lử ra cái chữ bán thuốc hồi. Rồi tiếp tục là anh em dùng mắt quà hiền bí nha anh em. Ok. Thì khi mà các bạn dùng mắt quà hiền bí này, anh em chỉnh y hệt như mình ha. Bạn chỉnh như mình là được. Bạn chỉnh làm sao mà cho cái cục này nó chồng cái cục kia các bạn. Như vậy nè anh em. Nhích nhẹ lên tí xíu nữa. Ok, như vậy là được rồi ha các bạn ha. Đó, các bạn chỉ cần chỉnh như vậy là được. Các bạn làm giống như mình ha. Sau đó là tiếp các bạn qua tiếp cái cây mắt quà hiền bí ở bên đây. Đó anh em. Thì bạn làm giống như mình ha. Các bạn dùng mắt quà hiền bí nè. Sau đó là các bạn căn chỉnh làm sao mà cho nó khớp giống như mình là được. Mà cái này cũng méo có khớp đâu anh em. Mình thấy nó không khớp tí nào hết. Cho nên nó không có logic tí xíu nào hết các bạn. Đây thì anh em phóng to lên hết luôn ha. Sau đó các bạn căn chỉnh giống như mình nè. Anh em nhớ là để ý khi mà các bạn căn chỉnh giống mình á, thì anh em phải coi cái độ phóng to phóng nhỏ của mình nha. Tại vì mình phóng to phóng nhỏ mình căn chỉnh rồi mình xả bớt á, mình xả bớt video á. Cho nên là cái lúc mà mình phóng to bạn không thấy á. Ok, mà khi mà các bạn hoàn thành hai cái mắt quạ này rồi á, thì nó sẽ có cơn gió cho anh em bay qua. Và anh em bay qua tới đây á, thì các bạn bẻ lái. Từ từ từ. Khi anh em bay qua tới đây á, thì anh em phải bẻ lái qua bên phía bên bên tay phải. Đây nè các bạn. Khi mà bạn bẻ lái qua tay phải nó sẽ có cái đường đi ở dưới nè. Thấy không? À nhầm, tay trái nha anh em. Bẻ lái qua tay trái mà xin lỗi. Ok, khi mà bạn bẻ lái qua tay trái thì anh em sẽ có cái đường đi bên đây. Sau đó các bạn quẹo phải. Đó, thì anh em gặp những cái con mà quái vật nhỏ mà bú láo thì mình sẽ bêm nó hết nha anh em. Mày nè, bắn nè, sung lắm. Sau đó là tụi mình sẽ gặp một cái mà tụi mình đang tìm, đó là cái mảnh vỡ của mô hình tòa thành đó anh em. Thì đây lại có một con quái nhỏ nữa, sút cái đầu nữa. Ok mày. Ok, xong rồi nha các bạn. Tiếp theo đó là tụi mình là đi vô cái thang máy này nè, là tụi mình sẽ được chở lên trên, là cái chỗ mà nãy mà mình bắt đầu mình tìm hai cái mảnh tòa thành này nè, là mình sẽ quay về chỗ cũ và mình sẽ đi lại cái hướng thứ hai. Bạn nhớ không, hồi nãy mình nói có hai hướng, mình đi cái hướng này đầu tiên là mình nãy giờ mình trải qua rồi đó, thì mình sẽ đi cái hướng thứ hai để mình tìm cái mảnh vỡ tòa thành thứ hai. Ok anh em, này cái này là nó trở về cái chỗ xuất phát nè các bạn. Đó, thì anh em đây cái hướng thứ hai là cái hướng của con pháp sư kìa các bạn. Hướng này là hướng đầu tiên nè anh em thấy không? Còn cái hướng sau lưng mình là hướng thứ hai. Thật sự có ba hướng lận á, nhưng mà các bạn đi theo mình là được. Thì mình mới vừa đi vô cái đường của con pháp sư nè các bạn. Mình mới dụ nó ra ngoài để mình chạy vô cái đường của nó anh em. Cái đường của nó thì anh em nhìn theo mình nè ha, đó. Anh em thấy không, cái đường của nó là có hai con chim nè. Anh em xem có đúng đường không nha. Đó, cái mà nó dí theo mình nè anh em. Nhưng mà làm sao dí kịp mình. Ui, nó dí kịp nè. Chỉ kịp thì chỉ có một con đường thôi, là con đường chết. Dí tàu. Ok, thì mình thấy một cái mắt quạ ở đây, thì mình sẽ sử dụng cái mắt quạ này ha. Và khi mà mình sử dụng cái mắt quạ này thì mình sẽ phải mình nhích nhẹ vài cái là được rồi bạn. Mình phải canh cho vô dàn ánh sáng á. Cái dàn ánh sáng thì nó nằm bên kia, nó bị cái cục Rubik che mất tiêu rồi anh em. Ok, tiếp theo đó là mình đi thẳng xuống luôn nha bạn. Mình đi thẳng xuống luôn nha, mà mình không có đi thẳng lên, nhưng mà mình đi thẳng xuống nha bạn. Mình coi thử là nó có cái gì. Tự nhiên nó mở cho mình đi thẳng nè, để mình xem có cái gì không nha anh em. Ok, mình leo lên các bạn. Mình leo lên nhưng mà mình sử dụng cái này không được. Mình sử dụng cái này không được gì thì mình phải làm sao? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Các bạn quay về, các bạn phóng xuống đó, sau đó các bạn đi thẳng về cái chỗ mà cái mắt quà hồi nãy anh em. Đây nè các bạn. Ok, sau đó các bạn đi thẳng nha. Sau đó các bạn đi thẳng, sau bạn sẽ gặp những cái con quái ở đây, thì mình lại bem chết những cái con quái này thôi.
sau khi mà mình bam chết những cái con quái ở đây rồi đó các bạn, thì mình sẽ thấy được một cái gương trước mắt mình. Đây nè anh em, nó có được thẳng ra, bạn thấy gương không? Ui, cái gương bự quá ha anh em. Mình cứ nghĩ là cái gương này nó sẽ ngon lắm, nhưng mà mình mở ra mình bất ngờ là nó chỉ có một cái lá thư trong đây thôi. Nó là cái bằng lái xe anh em. Mình có cái này mình bay mới không có bị bắt ha. Cái này là cái gì ta? Khế ước bay đêm, nếu như là bằng lái xe gì đó. Bay ban đêm là không có khế ước là bị bắt. Phạt tiền 100 nguyên thạch. Mình đùa đấy. Thì ok, là mình sẽ tiếp tục mình quay lại cái đường này. Cái đường hồi nãy mà mình xài cái mắt quạ không được anh em. Ok, mình sẽ đi thẳng xuống ha. Bây giờ mình xem là bây giờ mình có xài được chưa. Cái lúc mà mình lấy cái khế ước rồi á, mình có xài được chưa. Thì tới đây á, thì nói thẳng với anh em luôn là mình vẫn chưa có xài được. Giờ mình sẽ làm cách nào thì mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Nè, tới đây là mình xài thử nè các bạn. Cái lúc mà mình quay video là mình xài thử nè, nhưng mà nó vẫn không được. Thì mình phải làm sao bây giờ đây? Các bạn trở về cái đường mà đi lên cái chỗ mà mình chơi không được á, hay là rồi sau đó anh em bay xuống đây. À các bạn, nó có con đường ở bên tay phải, các bạn bay xuống đây ha. Hoặc là anh em bay từ cái chỗ đó cũng được. Tại vì nãy mình lỡ đi xuống á, mình kiếm đường á, cái lúc mình trở về cục đó thì mình thấy cái đường nhỏ nhỏ này. Đó, thì sau đó các bạn nhắn vô cái con mắt quạ nha anh em. Đó, thì anh em căn chỉnh làm sao. Như vậy là được, các bạn làm giống mình ha. Cái này thì anh em khỏi cần phóng to thu nhỏ đâu, cái này thì ok rồi. Sau đó thì các bạn trở về cái kia. Không, các bạn không cần trở về nha. Anh em lên thang máy thẳng luôn. Anh em lên thang máy là nó tự động nó đưa anh em lên cái cục hồi nãy mà mình chơi không được các bạn. Cái cục hồi nãy mà mình xài không được á, khi mà anh em lên thang máy thì nó sẽ đưa anh em tới đó luôn. Anh em không có cần mà phải anh em không cần phải leo đâu. Đây đó. Anh em leo lên cái cục này ha. Sau đó là các bạn dùng mắt quạ huyền bí. Tới đây thì cái cục này mình xài được rồi ha anh em. Các bạn căn chỉnh làm sao mà cho nó khít với nhau luôn hay sao á. Cái cục này hình như là chỉnh làm sao mà cho nó khít đó các bạn. Anh em làm giống như mình là được. Đây. Đây không, điều chỉnh lại các bạn. Nó bị sai rồi anh em. Ok, chỉnh lại nè các bạn. Được rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt ra và mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Ok, thì khi mà mình tắt ra rồi á, thì nó sẽ có cái cầu thang cho mình đi lên. Mình không biết cái thang máy nó còn xài được không, nhưng mà mình vô cái thang máy là mình xuống cái chỗ cũ á các bạn. Mình xuống cái chỗ mà nãy mà mình quẹo qua cái bên phải cái con đường nhỏ á anh em. Cho nên là mình leo cầu thang, mình đi thẳng lên. Sau khi đi thẳng lên thì mình quẹo phải. Sau khi quẹo phải thì mình gặp một đám côn đồ, thì mình sẽ đập tụi nó. Sau khi mà mình đập tụi nó xong á, là mình sẽ đi thẳng nha các bạn. Mình đi thẳng lên cái hướng này nào anh em. Anh em nhìn cái hướng á, các bạn nhìn cái đầu vật xung quanh á, các bạn sẽ thấy mình đi hướng nào, tại vì nó hơi giống nhau á. Này, tới đây thì anh em sẽ nhặt được cái mảnh vỡ nha. Mình sợ là các bạn bị nhầm lẫn cái hướng đi của mình á. Thì anh em chỉ cần nhìn cái đầu vật xung quanh của mình với lại cái lúc mà anh em chơi game nó như nào thôi. Tới đây thì các bạn thấy một cơn gió thì anh em bay theo cơn gió ha. Sau khi bay theo cơn gió thì anh em sẽ về cái chỗ mà ban đầu, cái chỗ mà cái mô hình đầu tiên luôn các bạn. Đây là cái mô hình đầu tiên nha anh em. Thì anh em sẽ dùng mắt quạ huyền bí. Thì vẫn là câu nói cũ, các bạn cứ soi giống như mình là được thôi anh em ơi. Cái này là mình đã phóng to lên rồi các bạn, mình phóng to lên rồi. Đó. Ở hai bên đều được ha. Các bạn để cái hình vòng tròn vô cái cục gạch đó các bạn. Đây, anh em làm như mình là ok nè. Sau đó là mình sẽ thoát ra ha. Khi mà mình thoát ra thì nó sẽ có một cái chỉ dẫn mới cho mình, nó kêu mình vào thư viện ha. Không, ở đây nó có cái ngọn gió nè, anh em bay để các bạn đi vào thư viện ha. Cái ngọn gió này là nó sẽ đưa mình đi qua bên cái tòa lâu đài bên kia. Ở đây tòa lâu đài nào nó như tòa lâu đài đó các bạn. Cho nên là tốt nhất là anh em chơi giống như mình. Còn thôi là các bạn sẽ bị lạc vào mê cung.
Trời, giải cứu lên. Vậy cái thằng này nó kém thông minh vậy ta? Nó sao nó cứ bị kẹt cái chỗ nào hoài vậy? Nó kẹt lần thứ ba rồi các bạn. Mình biết là nói chung là cái nhiệm vụ đó, nhưng mà cũng phải đổi thằng chứ. Tại sao là thằng Leon này hoài vậy trời? Thanh niên bị kẹt hoài luôn, người kêu người ta cứu hoài luôn trời. Mình tính bỏ mặc nó đi luôn các bạn, nhưng mà mình thấy cái màn trắng màu xanh này là phải có cái câu khẩu lệnh của con Leon mình mới qua được các bạn. Thôi mình sẽ bấm bụng mình cứu Leon ha. Ok, thì mình sẽ bay xuống. Và mình đặc biệt là mình nói các anh em nghe này, trong ba cái cây này á, các bạn phải mở cái cây cao nhất đầu tiên. Ok, mình sẽ mở cái cây cao nhất đầu tiên. Mời các bạn mở cái cây cao nhất đầu tiên này á, thì nó sẽ kêu anh em ghép cái cục ubit này nè vô trong cái ánh sáng. Thì anh em ghép giống như mình nha, anh em di chuyển giống như mình là được. Đây, như vậy là xong rồi nha các bạn, rất là đơn giản nha. Sau đó mình ao ra, thì hướng dẫn anh em luôn nè, các bạn phải đợi cho cái con Leon là nó chạy xong, các bạn mới, nói chung là các bạn mới mở được. Nên nè, như vậy là anh em mở không được nè, anh em phải đợi cho cái con Leon nó nói chung là nó di chuyển xong cái đã. Khi mà con Leon là nó di chuyển xuống dưới rồi á, thì các bạn quay lại cái trụ mà thấp nhất nha, thì anh em sẽ chỉnh được nè, các bạn căn chỉnh giống như mình ha. Cái này thì mình thấy là nó cũng tương đối là đơn giản á. Ok, như vậy là xong rồi nè các bạn, các bạn làm giống như mình ha. Ok, thì tắt, lúc này mình tắt ra là mình sẽ cho đợi cái con Leon là nó di chuyển xong, rồi mình sẽ bay lên cái cây mà nó cao thứ nhì, cái cây này nó cao, nó nằm chính giữa nè. Đây nè bạn, đây cái cây này nó nằm ở đây nè, thì mình đợi con Leon là nó di chuyển xong á, rồi mình sẽ chỉnh được nè bạn. Anh em làm giống như cái này thì các bạn cũng làm giống như mình luôn ha. Đây xong rồi nè các bạn, ngon lành luôn ha. Thì khi mà các bạn chỉnh xong cái cây cuối cùng nè, thì các bạn phải đợi cho Leon di chuyển xong, rồi sau đó là mình sẽ lại nói chuyện với Leon, là mình sẽ lấy được cái khẩu lệnh để mình qua cái cánh cổng ha. Mình lại mình kiếm Leon mình nói chuyện anh em. Ok, sau khi mà các bạn nói chuyện với con Leon xong á, thì anh em là sẽ đi lên trên tầng của tòa thành, là các bạn lên trên cái tầng mà hồi nãy mà mình đi lên mà có cái màn màu xanh á. Thì anh em có hai bên cầu thang nè, anh em lên bên nào cũng được hết trơn nha. Mình lên bên này đi, nãy mình lên bên kia rồi, bây giờ mình lên bên đây. Thì nó sẽ kêu mình đọc khẩu lệnh là nhạc Dạo Vĩnh Hằng. Ok, thì bây giờ nó sẽ có một cái chỉ dẫn mới, đó là gấp bài ca, gấp gấp cái đó lại anh em, gấp vô gấp ra hoài. Khi mà các bạn gấp vô á, thì nó sẽ có một cái cuộc nói chuyện rất là lâu, cho nên là mình sẽ skip. À, một cái mèo nhỏ không phải là ai cũng biết, thì mình sẽ chỉ cho các bạn, đó là anh em nhìn lên bầu trời, anh em nhìn cái kệ sách kìa. Anh em đi theo cái hướng mà cái chân của kệ sách là các bạn sẽ đi tới đó, thì gặp quái anh em cứ đánh hết chân quái đi, sau đó anh em cứ liên tục nhìn lên bầu trời nha các bạn, để mình biết là mình đang ở đâu và mình sẽ đi đâu, chứ còn thôi là anh em sẽ bị lạc trong cái bí cảnh này rất là lâu luôn á, nó rất là mất thời gian ha. Thì nó chỉ có những cái mẹo, một cái mẹo như vậy thôi, thì mình sẽ đi theo cái chân sách nha các bạn, anh em thấy không? Các bạn cứ nhìn và các bạn đi theo cái chân sách, mà khi nào mà vô cái phòng nào mà kiểu mà nó cùng đường rồi, anh em cứ đổi hướng anh em đi thôi, nhưng mà anh em lúc nào cũng phải nhắm cái hướng đi của mình là cái hướng chân sách, cái chân của cái kệ sách lớn nhất á, kệ sách mà cao nhất á, anh em nhìn lên bầu trời là các bạn sẽ thấy. Còn thôi là các bạn bị kẹt á ha. Cái này thì nó chỉ có một cái mẹo như vậy thôi, anh em nếu mà áp dụng thì sẽ thành công. Này, gặp quái thì anh em đánh, ghét mấy con quái nhỏ này lắm. Ok, đi thẳng nè các bạn, quẹo phải nè anh em, ấy quẹo phải đi. Ok, tới nè các bạn, rất là dễ đúng không? Mình thấy nó dễ mà anh em cứ, tại vì á cái này á là nó cho mình nhìn lên bầu trời các bạn, mà nhìn lên bầu trời thì mình biết biết cái đường đi rồi các bạn. Tới đây thì mình sẽ có một cuộc nói chuyện nha, và sau khi cái cuộc nói chuyện này thì chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ.
tới đây thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc cũng như là một ngày học tập thiệt là vui vẻ ha. Và đặc biệt là mấy bạn xem video, anh em cho mình xin một lượt đăng ký kênh, mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn về gương ở trong bí cảnh này thì mình thấy là ít hơn những cái bí cảnh khác. Hiện tại là có vài cái gương thôi, cho nên là mình sẽ không có ra cái video hướng dẫn anh em nhặt gương. Như mình đã nói nó rất là mất thời gian và mình không phải là nó không có hiệu quả các bạn. Cái này thì anh em đi vòng vòng thì anh em gặp thì anh em nhặt thôi. Chứ nhiều khi chỉ á, cái đường á các bạn, mình nhiều khi mình nhìn mình dễ lộn lắm, mình dễ quên lắm. Cho nên là chỉ nó cũng không có hiệu quả nữa. Ok, còn bây giờ thì bye bye.